Các giải đấu khu vực giai đoạn mùa xuân đã chính thức khép lại và 12 đội tuyển xuất sắc có mặt tại MSI 2024 đã chính thức lộ diện. Trong một mùa giải mà MSI có vai trò quan trọng hơn với tấm vé đến chung kết thế giới cho đội vô địch và một slot bonus cho khu vực Á quân, thì các đội sẽ đều thi đấu hết mình để cạnh tranh vị trí cao nhất. Vậy sức mạnh các đội tại MSI hiện tại thế nào? Cơ hội của GAM là bao nhiêu? Ai sẽ là ứng viên sáng giá cho chức vô địch? Cùng XTV tìm hiểu nhé! Có lẽ với một đội hình bị xáo trộn và phong độ không ổn định, nhiều người sẽ đặt luôn GAM ở vị trí cuối cùng của MSI năm nay. Tuy nhiên, khi nhìn vào Astro Esports, họ chắc chắn không thể được đánh giá cao và GAM hoàn toàn có thể bỏ túi những anh chàng đến từ Mỹ Latin này. LOA mùa xuân 2024 là màn thống trị của Astro khi họ hạ gục đối thủ cạnh tranh chính là Rainbow Seven ở vòng bảng và cả trong trận chung kết tổng với tỷ số 3 trắng. Dù bên kia là những Summit hay Lava ở đường đơn, nhưng Astro đã hủy diệt Rainbow Seven với một đội hình toàn các tuyển thủ từ Argentina và Chile. Phần lớn đều còn lạ lẫm với khán giả quốc tế nên khó có thể được đánh giá cao. Có lẽ hỗ trợ Ackerman là tuyển thủ đáng chú ý nhất khi có liên kết với người đi rừng Levi của chúng ta. Các mùa gần đây, tổ chức LOUD vươn lên thành một thế lực esports mới tại khu vực Brazil, đặc biệt với các game nhà Riot như Valorant và Liên Minh. CBLOL mùa xuân 2024 đã là chức vô địch thứ tư liên tiếp của đội sau khi vượt qua đối thủ truyền kiếp Pain Gaming. Dù không có thành tích tốt ở vòng bảng, nhưng LOUD vẫn là LOUD, vẫn thắng 3-2 ở chung kết tổng. Dù là một đối thủ khó chịu với các ngoại binh Hàn, LOUD đã thất bại 2 trắng trước GAM tại chung kết thế giới 2023 và về nước. Cho nên hiện tại, đương nhiên LOUD sẽ không thể được đánh giá cao hơn GAM khi những Levi và Kiaya vẫn đang gồng gánh trên mọi mặt trận. Có lẽ họ rất muốn trả món nợ với GAM và khả năng cao ta sẽ được thấy cuộc chiến một mất một còn giữa hai đội một lần nữa tại bảng B của vòng khởi động. Vị trí thứ 10 tại MSI 2024 gọi tên GAM của chúng ta. Sau những biến cố của giải, đội tuyển áo vàng đen với Levi và Kiaya vẫn tiếp tục duy trì được phong độ và giành chức vô địch thứ 10 cho tổ chức. Dù gặp không ít khó khăn trước Viking và lần cầm chuột của Sọp, nhưng cả đội đã trở lại mạnh mẽ ở nhánh thua và một lần nữa khẳng định vị thế nhà vua tại VSET. Cùng ở Tier 3 với PSG Talent, nhưng xét các thay đổi gần đây, GAM sẽ khó so sánh được với đại diện PSG sau khi các hảo thủ từng chinh chiến LPL trở về. Dù không phải đối đầu với họ, nhưng GAM rơi vào bảng đấu với Fnatic và Top Esports thì cũng không dễ thở chút nào. Thôi thì chúc GAM thành công! Có lẽ không phải trình bày quá nhiều khi PSG Talent một lần nữa thể hiện sức mạnh trong khu vực. Dù đã có thời điểm đội hình xáo trộn và thi đấu không tốt, nhưng khi các cá nhân từng chinh chiến LPL bắt nhịp được với nhau, những Maple, Betty, Junjia hoàn toàn có thể gồng gánh PSG dù có phải đối đầu với OCE và cả LJL. PSG Talent tạm thời xếp thứ 9 và họ sẽ thi đấu tại bảng A vòng khởi động. Tại đây, đội có cơ hội lớn để đi tiếp khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp chỉ là FlyQuest, hạt giống số 2 LCS mà thôi. Đây là đội yếu nhất trong 8 đội từ các khu vực lớn
và với sức mạnh PSG hiện tại, chênh lệch sẽ gần như không đáng kể. Sau nhiều mùa giải vắng bóng trên mọi đấu trường, cuối cùng FlyQuest cũng có cơ hội tham gia một giải đấu quốc tế. Điều đáng tiếc nhất với họ có lẽ là mùa giải năm ngoái, khi có rất nhiều tuyển thủ người Hàn chất lượng như Impact, Vikla và Prince từng là các tân binh xuất sắc tại KT và Luxembourg, nhưng cuối cùng họ chỉ dừng ở top 9. Điều đó đã thôi thúc một sự thay đổi và FlyQuest đã chọn những người chơi phương Tây giàu kinh nghiệm như BYPO, Inspire và Jensen. Họ đã gặt hái được thành công với vị trí thứ hai sau thất bại trước Liquid ở chung kết tổng. Mặc dù vậy, họ vẫn bị đánh giá yếu nhất trong 8 đội từ các khu vực lớn và khả năng sẽ sẩy chân trước PSG. Dù là hạt giống số 1 Bắc Mỹ, nhưng thực sự Liquid chưa thể mang tới sự chắc chắn mà khán giả mong muốn. Đội khởi đầu khá chật vật ở vòng bảng khi chỉ đứng hạng 4 chung cuộc với hiệu số 7-7, thậm chí còn thất bại ngay trận mở màn playoff và xuống nhánh thua. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đấy, team Liquid đã leo tháp thành công với phong độ cực cao và hạ gục mọi đối thủ với các trận đấu chỉ kéo dài 4 ván. Có lẽ khán giả cũng khó mà hiểu chuyện gì đã xảy ra, và tại sao Liquid lại có thể áp đảo các đội đã hạ gục họ trước đó như vậy? Nhưng nhìn chung, sức mạnh, phong độ của các đội LCS khó có thể so sánh với những Fnatic hay G2 từ LEC, nên có lẽ Liquid chỉ được xếp thứ 7 mà thôi. Đối thủ lớn nhất của GAM ở bảng B, Fnatic, sẽ xếp thứ 6. Họ đã có thay đổi đường dưới và không ít người sẽ đánh giá Fnatic khó có thể cạnh tranh với các đội châu Âu khác. Tuy nhiên, đội đã chứng minh điều ngược lại với vị trí dẫn đầu vòng bảng dù bằng điểm 3 đội khác. Fnatic cũng có màn comeback mạnh mẽ từ nhánh thua sau khi thất bại trước G2 tại round 2, để rồi trở lại và đối đầu với Giáp Xếp một lần nữa. Tuy nhiên, kết quả không khác là bao khi G2 một lần nữa hạ gục họ trong trận chung kết với tỷ số 3-1. Fnatic đã có màn trình diễn không tệ và sẽ là đối thủ đáng gờm với bất cứ đội tuyển nào tại MSI sắp tới. Có lẽ nhiều người sẽ đánh giá hạt giống số 2 LPL mạnh hơn G2. Nhưng nhìn vào phong độ của Top Esports tại chung kết LPL vừa rồi thì thực sự rất đáng ngại. Dù sở hữu các cá nhân xuất sắc, nhưng Top Esports luôn biết cách quăng lợi thế của mình và vấp cỏ. Không ít lần chúng ta được chứng kiến điều đó. Và khi đối đầu Bilibili trong trận chung kết, những tình huống chấm hỏi xảy ra nhiều hơn từ Thiên, Anh Tình và cả Cream nữa. Lúc thì họ đánh cháy máy, lúc lại không một tác dụng. Và Bilibili đã không bỏ lỡ cơ hội trừng phạt những sai lầm đó để nâng cúp. Cùng việc có thành tích không tốt tại phần lớn giải quốc tế mình tham dự, có lẽ ta không nên kỳ vọng quá nhiều vào Top Esports. Xếp trên Top Esports sẽ là G2 ở vị trí thứ tư. Tiếp tục là một mùa giải mà G2 thống trị LEC
với hai chức vô địch liên tiếp vào mùa đông và mùa xuân. Phong độ cao, sự chắc chắn là điều mà các thành viên Jichu đã duy trì xuyên suốt các trận đấu tại châu Âu. Và càng bước tới các trận đấu quan trọng thì Jichu càng xuất sắc và đã hạ gục Fnatic ở chung kết tổng. Một mùa giải nữa, có lẽ khán giả sẽ đặt nhiều niềm tin vào giáp xiếc với phong độ cao nhất để cạnh tranh với các đội Trung Hàn. Jichu cũng rất có duyên với MSI, nên đây sẽ là cơ hội để họ tạo nên bất ngờ. Vì bộ lợi diệt chung của T1 thường sẽ hoạt động mạnh hơn ở chung kết thế giới, nên đương kim vô địch của chúng ta tạm xếp thứ 3. T1 đã có một mùa giải không đến nỗi nào với vị trí thứ 2 vòng bảng, và một lần nữa lại là danh hiệu Á quân sau thất bại trước Genji ở chung kết tổng. Dù vậy, T1 và Genji đã cống hiến 5 ván căng thẳng và vô cùng hấp dẫn. T1 đã vươn lên dẫn trước, nhưng thực sự đáng tiếc khi không thể giành chiến thắng chung cuộc. Dù phải bắt đầu từ vòng khởi động, nhưng sẽ không có lý do nào để T1 không tới được vòng phân nhánh cả. Đoàn quân của huấn luyện viên Koma vẫn là ứng viên cho chức vô địch MSI năm nay. Và trong một ngày mà các tuyển thủ có phong độ cao, meta ủng hộ, thì làm gì có ai cản được T1? Là ứng viên vô địch MSI 2024 gần như không chênh lệch về sức mạnh. Bilibili Gaming, T1 hay Genji đều có thế mạnh riêng và hoàn toàn có thể hủy diệt mọi đối thủ trong một ngày mà toàn đội có phong độ cao. Bilibili là đương kim vô địch LPL sau chiến thắng 3-1 trước Top Esports ở chung kết mùa xuân vừa rồi. Điều này phần nào có thể dự đoán từ trước khi Bilibili mang về đường dẫn xuất sắc Knight cùng các tuyển thủ trẻ tài năng. Dù vậy, Nine năm nay không còn ao trình phần còn lại khi meta đã thay đổi ở playoff với Azir hay Aurelion Show. Nhưng Bin, Swain và Elk luôn biết cách lên tiếng vào những thời điểm quan trọng, giúp Bilibili chiến thắng và có thể là cả MSI sắp tới. Dù sẽ phải đối đầu với đội tuyển được coi là bố của mình, Bilibili Gaming, nhưng Genji vẫn đang cho thấy sự toàn diện và sức mạnh tổng thể. Genji đã duy trì phong độ cao xuyên suốt mùa xuân dù chỉ vừa mới tập hợp những cá nhân xuất sắc của LCK. Sự đồng đều và phối hợp tốt giúp Genji một lần nữa vượt qua T1 ở cúp nội và nâng cao chiếc cúp thứ tư liên tiếp. Chovy có lẽ vẫn là tuyển thủ đáng chú ý nhất, với sự toàn diện trong kỹ năng, tỏa sáng khi cần thiết và bề tướng gần như on cam. Nhưng các cá nhân khác như Kin, Canyon hay Pace đều có thể trở thành carry trong một ngày mà phong độ của bất kỳ thành viên nào không tốt. Genji hiện tại sẽ không phụ thuộc vào một cá nhân nào như các mùa trước, mà sẽ trở thành một tập thể đồng đều về kỹ năng và kết hợp nhịp nhàng, xứng đáng là ứng viên số 1 cho chức vô địch MSI 2024. Vậy theo bạn, đội tuyển nào sẽ lên ngôi tại MSI năm nay? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé!